Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Trước mặt các bạn đây chính là 5 anh em siêu nhân Power Ranger phiên bản 2017. Mình đã mod vào cho 5 anh em siêu nhân 5 thanh kiếm theo màu sắc rất là đẹp đúng không nào? Ngày hôm nay mình sẽ làm một câu chuyện, sẽ cho 5 anh em siêu nhân này khám phá một thế giới ngầm đầy bí ẩn. Trong thế giới này, đứng đầu là bọn có thân thể bị thối rữa. Bọn chúng đã sử dụng một khả năng rất đặc biệt và rồi bọn chúng đã buôn bán những chất cấm của quốc gia. Thế là 5 anh em siêu nhân sẽ đột và phá đảo bọn chúng. Cụ thể câu chuyện như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nào. Bí mật là một thứ chỉ giấu riêng cho bản thân mà không muốn ai khác biết. Tuy nhiên, tại một thế giới được gọi là thế giới ngầm, các bí mật rất là quan trọng, được mua với giá rất là cao. Và những người mua bán bí mật đó chắc chắn là những kẻ không tầm thường. Những người mua những bí mật đó là những đại gia, là những kẻ phạm tội, hoặc là những người nào đó phi tổ chức. Còn những kẻ bán những bí mật đó tất nhiên là những kẻ thuộc đứng đầu thế giới ngầm kia. Lúc này, tại thế giới ngầm đã diễn ra một cuộc giao dịch vô cùng lớn, giá trị lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Bốn đại gia này xuất phát từ bốn nơi Đông Nam Tây Bắc. Họ đến đây để mua những phát minh về sinh học, về khoa học cũng như là những bí mật về thế giới ngầm. Còn kẻ bán được giấu bởi dưới một tấm rèm và bảo vệ bởi hai con khủng long nhìn rất là kinh tởm. Từ xa, giọng của hắn rất là khàn. Nào, thưa quý vị, các quý khách của tôi, hôm nay tôi sẽ bán những bí mật cũng như những phát minh hàng trăm năm qua đã bị mất tích. Thưa bốn vị, đầu tiên là kẻ sát thủ đã giết tổng thống thành phố Los Santos cũng như là địa chỉ của hắn đang ở, trị giá 5 triệu đô. Có người nào muốn mua hay không? Thì trong lúc này, một trong bốn người chuẩn bị giơ tay, bỗng nhiên tiếng chuông của căn nhà này vang rộng lên. Thì ra là có người đã đột nhập rồi. Đó chính là một anh cảnh sát. Anh cảnh sát đã theo dõi lũ tội phạm này đã từ rất lâu rồi. Anh ấy đã theo bốn chân bốn tên đại gia kia và tới được đây. Không ngờ anh ấy đã bị phát hiện bởi camera giấu kín ở đây. Anh ấy cố gắng thoát ra khỏi đây để bảo vệ tính mạng. Nhưng đột nhiên con khủng long bên cạnh tên chủ khu này, cũng là chủ thế giới ngầm, nhanh chóng di chuyển và bắt lấy người cảnh sát công an kia. Và sau đó hắn đã ăn thịt người công an này, khiến cho ông ta chết tại chỗ. Và rồi nơi này mãi mãi không ai phát hiện được. Lúc này về phía 5 anh em siêu nhân Power Ranger thì mỗi người được chia sẻ ra làm một nhiệm vụ. Siêu nhân đỏ của chúng ta nhanh chóng tới một nơi mà cảnh sát đã yêu cầu nhờ giúp đỡ, bởi vì có một bọn cướp, bọn chúng đang cướp một cửa hàng súng. Siêu nhân Power Ranger thấy bọn chúng đang phòng thủ ở ngoài, còn những tên đang gom súng ở trong. Cảnh sát cũng đã bao quay hết tất cả mọi nơi. Đột nhiên bọn chúng nhanh tay ra hành động. Chết rồi. Lúc này siêu nhân đỏ của chúng ta nhanh chóng rút vũ khí ra nào. Trời ơi, phải hạ bọn chúng thôi, phải bảo vệ đất nước thôi. Mày hả con? Với những vũ khí đặc biệt của siêu nhân đỏ thì có thể tấn công hạ bọn chúng chỉ cần một nốt nhạc. Và rồi có một tên bỏ chạy kìa, nhanh lên bắt nó lại. Chạy đi đâu? Chạy nè. Còn một thằng nữa. Và sau khi hạ hết bọn chúng thì họ cũng đã bắt một tên và tra tấn. Lúc này tại phòng điều tra tội phạm của các cảnh sát, sau khi siêu nhân đó đã bắt được một tên còn sống, hắn nhanh chóng đã bị điều tra bởi các cảnh sát viên. Các cảnh sát viên nhanh chóng tra tấn hắn. Này tên khốn kia, hãy nói cho chúng ta biết tại sao ngươi cùng đồng bọn của ngươi cướp rất là nhiều súng. Bọn ngươi muốn làm chuyện gì? Tên tội phạm im phăng phắc, không muốn nói một lời nào. Với những tên tội phạm cứng miệng như thế này thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Siêu nhân đó à, cậu đừng có chen vào việc của chúng tôi. Cứ để cho chúng tôi xem thử hiệu quả công việc của chúng tôi làm như thế nào. Và rồi anh cảnh sát này nhanh chóng lấy súng điện ra ngắm vào người của hắn, bắn cho hắn. Và rồi hắn vô cùng đau đớn, hắn giật liên tục và cuối cùng hắn cũng đã chịu nói. Hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi, bởi vì tôi bị em tha
tham gia vào cái tổ chức đó. Hiện tại chúng tôi đang kiếm rất là nhiều vũ khí, bởi vì chúng tôi phải phục vụ cho một tổ chức của thế giới ngầm. Bởi vì thế giới ngầm đó buôn bán những bí mật của quốc gia rất là nhiều tiền. Bởi vì chúng tôi cần nhiều tiền nên chúng tôi tham gia. Làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi. Tốt, bây giờ người hãy khai toàn bộ địa chỉ của cái thế giới ngầm đó. Chúng ta cũng đã biết về thế giới ngầm đó từ lâu và cũng có nhiều điệp viên theo dõi. Tuy nhiên, khi điệp viên nào tới đó đều bị mất tích. Tôi không biết địa chỉ của thế giới ngầm đó ở đâu. Tôi chỉ là một lính quèn mà thôi. Tôi được hẹn mua vũ khí xong vào tới một nghĩa trang. Lúc này siêu nhân đỏ mới bắt đầu nói. Hả? Thế giới ngầm hả? Chúng tôi đã chi tìm bọn chúng từ rất lâu rồi, nhưng mà không hề có manh mối. Hôm nay thật may mắn quá. Ở nghĩa trang hả? Thành phố này chỉ duy nhất có một cái nghĩa trang thôi. Thôi, các anh tiếp tục tra tấn hắn đi. Tôi phải nhanh chóng đến cái nghĩa trang đó mới được. Sau đó siêu nhân đỏ ra ngoài và gọi cho tất cả những siêu nhân còn lại. Khi họ đã xong việc rồi, họ tập trung lại 5 anh em siêu nhân để tổng lực tấn công vào cái nghĩa trang. Sau khi nhận được cuộc gọi của siêu nhân đỏ thì tất cả những siêu nhân khác cũng đã gom lại và đánh xe tới chở siêu nhân đỏ. Này, siêu nhân đỏ, có chuyện gì vậy? Chào các bạn, chúng ta có một vụ án cực kỳ quan trọng về thế giới ngầm. Nào, bây giờ chúng ta hãy tới nghĩa trang đi, bây giờ không có thời gian giải thích nữa đâu. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng di chuyển lên lại xe và tiến thẳng ra nghĩa trang của thành phố. Dường như ở đó sắp xảy ra một chuyện gì đó rất là kinh khủng. Trên đường, siêu nhân đó cũng đã kể về tất cả thế giới ngầm cho các thành viên còn lại. Họ nhanh chóng di chuyển. Xe của siêu nhân cũng nhanh chóng tiến tới nghĩa trang. Và rồi, họ cũng bắt đầu leo xuống. Leo xuống nào các bạn ơi! Tất nhiên các siêu nhân của chúng ta không quên rút vũ khí đặc biệt của mình ra. Nào các bạn, nhanh chóng rút vũ khí nào, hãy theo tôi. Sau đó siêu nhân đó đã dẫn đàn và rồi tiến thẳng vào trong nghĩa trang. Dường như họ bắt đầu xảy ra một việc gì đó. Họ chuẩn bị đón đầu những thử thách, những khó khăn khi bước vào đầu tiên thế giới ngầm là như thế nào. Sao mắc kẹt không vậy, tiến thẳng vào cái nào. Khi họ tiến sâu vào trong thủ trang. Trời ơi, đã có một lũ côn đồ, hắn đi giết một người. Hắn đi thiêu sống một người kia. Anh em, tấn công nào. Quật bọn chúng đi. Hay lắm. Tiếp tục nào. Ây, giỡn mặt hả? Dường như bọn này chắc chắn là thuộc hạ của thế giới ngầm rồi. Chúng ta ráng cố gắng hạ và ép bọn chúng nói ra mới được. Các siêu nhân nhanh chóng đấu tay đôi với lại bọn côn đồ này. Còn tên nào hay không? Còn một tên kìa. Và cuối cùng họ cũng đã bắt được tên này và buộc hắn khai ra. Đập hắn nào, cho hắn khai ra. Mày hả con? Khai ra nhanh lên. Này tên kia khốn hồn thì khai ra. Người thấy anh em ta ở đây đông không? Mỗi người cầm một cái cây, bổ người là người sẽ chết luôn đó. Nhanh lên, người bị đánh bầm mắt rồi kìa. Hù, làm ơn tha cho tôi. Chúng tôi không muốn như vậy đâu. Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh thôi. Chúng tôi làm vì tiền mà. Làm ơn, tôi còn con nhỏ dở thơ ở nhà nữa. Hù. Được rồi, tôi sẽ khai hết tất cả. Và rồi, tên này đã khai hết đồng bọn, cũng như vị trí của thế giới ngầm đặc biệt kia, một nơi giao dịch của các tài phiệt, những nhà rất giàu, cũng như tên chủ của thế giới ngầm đó là một kẻ kỳ dị biến thái. Tuy nhiên, hắn cũng lưu ý các siêu nhân ở đó có những con quái vật thật kinh khủng. Nắm được những mấu chốt quan trọng, siêu nhân đó cũng cho anh em nhanh chóng rút quân kéo tới chỗ thế giới ngầm. Và rồi họ cũng đã bắt đầu sử dụng chiếc xe chuyên cơ của họ để di chuyển đến đó. Đi nào anh em ơi, nhanh lên. Xe đâu rồi ta? Xe cái kia. Liệu tại thế giới ngầm, những siêu nhân của chúng ta sẽ phải đối đầu với những con quái vật gì đây? Trước mắt chúng ta có thể biết ở đó có hai con khủng long thiệt là kinh khủng rồi đó. Và rồi, họ bắt đầu nhanh chóng lên đường.
Sau một chặng đường, cuối cùng siêu nhân của chúng ta cũng đã tới được địa bàn này. Trời ơi, dường như nơi này là một khu rất là cũ kỹ. Siêu nhân của chúng ta cũng đã phóng xe vào, sau đó họ nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong. Không ngờ, nơi đây tưởng chừng giống như là một công ty khổng lồ đã bị bỏ hoang. Nhưng mà họ không hề biết rằng bên dưới cái công ty này là một thế giới ngầm, nơi giao dịch đen cực kỳ nguy hiểm của thế giới. Và rồi họ nhanh chóng tiến vào khu vực. Dường như khi phát hiện được nhóm siêu nhân hay có người tiến vào, và rồi chuông báo động một lần nữa reo lên. Họ cảm thấy hốt hoảng. Lúc này tự dưng không phải hai mà là một đám con khủng long kinh khủng đã nhảy ra tấn công những siêu nhân của chúng ta. Anh em tiến lên nào, đừng sợ những con khủng long khốn kiếp này, hạ chúng luôn. Siêu nhân đó đã dẫn đầu chạy tới và tấn công lũ khủng long kinh khủng này. Quất chúng nó đi. Mày tưởng ai sợ mày hả? Khốn kiếp. Mày này con, giỡn mặt. Định ăn thịt ai vậy? Lần này siêu nhân của chúng ta xâm chiếm vào ổ hang động của các ngươi là các ngươi hết đời rồi. Sao chúng mày hiền dữ vậy? Chúng mày đứng không vậy? Chúng mày thấy siêu nhân, chúng mày thấy đẹp quá chúng nên chúng mày đứng ngưỡng mộ hả? Giỡn mặt nè. Cho lật ngọng hết. Và rồi sau một hồi chiến đấu, cuối cùng các siêu nhân cũng đã hạ hết lũ khủng long kinh khủng này. Nào anh em, bây giờ chúng ta hãy tiến thẳng vào trong căn hầm kia và rồi bắt tên chùm sò ở đây mới được. Lúc này dưới căn hầm tiếng báo động càng ngày càng lớn. Dường như tên chủ căn hầm cũng là chủ thế giới ngầm này biết được những con khủng long mà hắn nuôi dường như đã thất bại trước năm anh em siêu nhân. Hắn bắt đầu lộ diện sau tấm màn đen kia. Wow, trông hắn thật gớm ghiếc. Và rồi hắn đã bỏ một cái thứ gì đó vào miệng của hắn. Thứ này được biết như một báo vật giúp kích thở cơ thể có thể phóng to gấp trăm lần. Hả? Có chuyện gì vậy? Trời ơi, mọi người nhanh chóng cắt vũ khí và chuyển sang chế độ đặc biệt nào. Nhanh lên mọi người, bay lên không nào. Chuyện gì vậy? Trời ơi. Thì ra, cái tên chủ căn hầm này cũng là chủ thế giới ngầm. Hắn đã sử dụng một loại thuốc phóng to cơ thể, bây giờ cơ thể hắn to gấp trăm lần. Trời ơi, các siêu nhân nhanh chóng sử dụng chế độ siêu đặc biệt và tấn công hắn. Quất nó đi anh em ơi. Phải bay lên cao cho khán giả dễ thấy chứ. Trời ơi, nhanh lên nào các siêu nhân, qua đây. Cho nó ăn hành nào. Mày láo cá. Đậu phộng nó chui vô lại rồi. Ăn hành này. Đâu rồi? Ăn hành này. Trời ơi, mày dịch chuyển tức thời kịp. Đẩy lên đây. Con gà. Trời ơi, mình cao vậy mà nó còn nhảy được nữa. Ghê vãi. Nó đâu rồi? Ui. Trời ơi, sao nó mạnh dữ vậy? Chết rồi. Giờ lấy chiêu gì đi ta? Chiêu gì cũng không thể làm được nó đó. Đó rồi.
Yeah, cuối cùng cũng hạ được nó rồi. Ơ, chưa chết hả? Chưa chết nè, chưa chết, chưa chết. Yeah, cuối cùng cũng hạ được nó rồi. Ủa, cái xác nó bay đi đâu rồi? Thôi, kệ bà nó đi. Rồi, năm anh em xíu nhân cũng đã phá được thế giới ngầm. Họ cũng trở thành những người hùng thật sự. Power Ranger phiên bản 2017, các bạn thấy có đẹp hay không? Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy cho ý kiến bên dưới nha, cũng như đóng góp ý tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.